đây là hòn Trông Mái giữa biển Vịnh Hạ Long. Bé cái chân là mái to là được. Bé là con trống. Nó bảo là tốt mái hại trống. Trống thì cô bé quất thì làm gì có con nào trống to đâu. Con dê gần to nhờ. Lúc nãy nhìn bé đấy đúng rồi, nhanh lên đấy, đang quay đúng tâm rồi đấy. Đâu nào chưa nhìn làm cẩn thận nhá, bám chặt nhá. Đây vâng đây khanh gì quá ơi, lại nó lại lấy được cái hoàn kia thì nó lại bị ấy như này.